Đạo Phật bước vào phần thông tin khai thị hôm nay. Dạ, kính thưa lão cư sĩ Du Âm, dạ, hôm nay ban tổ chức chúng con có nhận được hai trường hợp đăng ký trước với ban tổ chức để xin đạo cư sĩ Du Âm khai thị. Đó là camera đầu tiên là đạo tràng từ Tâm Mộc Châu, Sơn La, và ca thứ hai là ca của cụ Cao Thị Tuyến. Và con cũng xin cụ Cao Thị Tuyến hoan hỷ cho, vì hôm nay có một trường hợp đăng ký gấp, cần khai thị gấp hấp hối hôm nay. Thì xin cụ Cao Thị Tuyến hoan hỷ chúng con để sắp xếp cho cụ vào thứ tư tuần tới. Dạ, thứ tư tuần này. Dạ, con sẽ, cụ sẽ nhường trường hợp thứ hai là cho ca khai thị khóc hôm nay. Dạ, hôm nay xin ban hội nghị, ban tổ chức chuyển đến camera đầu tiên, đó là đạo tràng từ Tâm Mộc Châu Sơn La. Để con đọc trong thông tin là cụ này thường bị mê man, không biết là hiện tại bây giờ là xin ban hội niệm có thể cho biết là cụ đang tỉnh hay cụ đang mê à? Vì tỉnh thì giơ tay. Dạ, dạ, cụ còn nghe tốt à? Dạ, A Di Đà Phật, con xin phép được đọc thông tin. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đạo tràng chúng con kính xin lão cư sĩ Diệu Âm khai thị và điều giải chư vị trong pháp giới hữu duyên cho cụ Lương Thị Phiến, pháp danh Diệu Trúc Nguyện, 63 tuổi. Cụ đã bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối cách đây 4 tháng. Giờ đã di căn xương, u gan, nổi hạch, phổi, thận đã bị hoại tử một bên đùi. Hiện tại cụ rất mệt, mê man, đau đớn, vất vả, lúc tỉnh lúc mê. Giờ cụ đã ăn cháo chay. Cụ đã tham gia đường Zoom thế giới hồi niệm 2 tháng. Cụ đã được nghe khuyên người niệm Phật 4 tháng nay, nhưng cụ niệm Phật rất ít, niềm tin yếu, nhưng muốn về Tây Phương Cực Lạc ngay. Cụ phát hiện bệnh được 4 tháng rồi, nhưng gia đình mới nói cho cụ biết bệnh cụ 10 ngày nay. Lúc ban hồi niệm cho biết bệnh, cụ không sợ chết nữa, nhưng lười niệm Phật. Chỉ khi ban hồi niệm đến mới niệm Phật. Cụ không tham tiếc tài sản, không luyến ái con cháu, ước nguyện được hết đau. Gia đình tin tưởng Phật Pháp, con cái và là thành viên của đạo tràng. Cụ đã phát tâm ăn chay, cụ ở chung với người con trai. Cụ nằm ở tầng trên và tầng trệt vẫn đang là quán ăn. Gia đình nghe lời ban hội niệm hỗ trợ hết mực để cho cụ niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cụ là người hiền lành, tiết kiệm. Từ nhỏ cụ không ăn thịt gà hay ngan ngỗng, vịt, chim vân vân, chỉ ăn thịt lợn, cá, tôm. Trước khi ốm nằm liệt giường, cụ là chủ quán ăn sáng, bán cháo lòng, tiết canh, cơm phở từ năm 2002. Đến nay là 21 năm rồi. Năm 2019, cụ đã mua được một mảnh đất và xây 3 tầng lầu để cho người con trai. Năm 2020, sau khi xây nhà được 1 năm, thì chồng mất vì bệnh sơ gan cổ trướng. Khoảng 3 năm nay, chồng chết, hai chị gái cũng chết vì tai nạn xe và ung thư gan. Cụ có 2 người con gái, 1 con trai. Hai người con gái hiếu thảo đã mời ban hồi niệm và luôn khuyến tấn mẹ cầu nguyện vãng sanh. Người con trai không ủng hộ, cũng không ngăn cản. Thỉnh thoảng con gái hỏi cụ, nhìn hình ảnh Phật A Di Đà màu vàng cao 1m20, thì cụ trả lời, cô này màu đỏ, cô này màu hồng. Cụ chỉ đồng ý đi theo Phật A Di Đà, tha thiết muốn đi luôn. Khi cụ còn khỏe, cụ hay niệm Phật Quan Thế Âm và niệm Phật A Di Đà. Chúng con kính xin thầy khai thị cho cụ cũng như con cháu trong gia đình để biết mà hỗ trợ cho cụ. Cũng xin thầy điều giải chư vị trong pháp giới hữu duyên với cụ để cụ có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc khi sợ bỏ báo thân này. Thay mặt gia đình, chúng con xin tri ân cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Được rồi, bác chúc nguyện vỗ tay. Vậy là giỏi đó, vỗ tay tiếp đây. Vỗ tay tiếp đây, vỗ tay lên. Vỗ tay mà còn cười nữa chứ. Cười lên đây.
Đấy. Cười đây, cười rồi vỗ tay nữa, vỗ tay lên. Muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chư vị biết không? Nụ cười bằng 10. 10 gì đây? 10 thang thuốc bổ. 10 thang thuốc bổ. Nếu mà trước khi ra đi mà còn cười nữa thì một nụ cười này vượt qua tam giới trở về Tây Phương thành đạo đấy. Có biết không, bác Diệu chúc nguyện nụ cười có giá trị lắm phải không? Thôi cười lần nữa đi. Chịu không? Vui vẻ không? Muốn vãng sanh cười lên. Bây giờ xin bác chúc nguyện giơ tay lên, vừa vỗ tay vừa cười cho tất cả mọi người biết coi. Vỗ tay đây. Đúng, giỏi đó. Rồi, hai tay nắm lại cũng được, giơ lên đây. Hứa với tất cả chư vị đây, nhất định con đi theo A-di-đà Phật về Tây Phương Cực Lạc đi. Chịu chưa? Nhớ không? Dội qua hồi trước để không ăn gà, không ăn vịt, chỉ ăn thịt heo thôi. Thì tôi cũng dối đó, nhưng mà con heo nó cũng đau, con gà cũng đau, con ngỗng cũng đau, con nào cũng đau cả. Mình lỡ vụng dại ăn thịt chúng sanh, bây giờ mình bị đung ung thư, hỏi rằng đi bệnh ung thư có đau không? Đau. Đau một lần, đau như vậy biết rằng là à, vì trong quá khứ mình sơ ý làm cho chúng sanh đau. Bây giờ chúng sanh nhắc nhở cho mình mau mau phải rời cảnh đau này về cảnh an lạc. Hiểu không, bác Diệu chúc nguyện? Nếu hiểu được đau thì một cơn đau là một lời nhắc nhở, một cơn đau là một lời pháp nhắc mình phải ly cái đau này ra, ly cái khổ này ra để trở về Tây Phương Cực Lạc thành đạo. Xin hỏi bác chúc Diệu chúc nguyện nè, có vị Bồ Tát nào trên cõi Tây Phương Cực Lạc mà bị đau không? Có không chưa vậy? Có ai nói có thì giơ tay lên, không có thì chéo tay lại. Hiểu không? Đúng rồi. Bác chúc nguyện hãy nhớ, tất cả những cơn đau, tất cả những cơn bệnh, tất cả những sự hiểm nghèo mà mình đang chịu đây, toàn bộ là cái vốn liếng của chính mình, là nhân quả của chính mình. Hãy chấp nhận và quyết lòng, con sẽ dùng một cái nhân quả tuyệt vời hơn là con niệm Phật trở về Tây Phương, con thành Phật. Thành Phật xong quyết chí hứa với Phật, hứa với đại chúng, hứa với chính mình là khi làm Bồ Tát rồi, từng phút từng giây từng giờ mình tìm cách cứu chúng sanh để chúng sanh bớt khổ, để cho những người mà mình giết hại, để những con vật mà mình dùng thịt nó mình nuôi thân này, mình sẽ cứu chúng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hiểu không, bác Diệu chúc nguyện? Hiểu rõ ràng không? Vậy thì xin chư vị ơi, mỗi người chúng ta sinh ra vì mê mờ tạo nghiệp nặng nề. Chính những cái nghiệp nặng nề này nó đổ dồn vào cái thân nghiệp này, đổ dồn vào cái túi thịt này. Tại vì ta dùng thịt của chúng ta nuôi cái túi thịt này, thì cái túi thịt này chính là cái nấm mồ chôn xác chúng sanh, chắc chắn nó phải đi vào trong nghĩa địa. Ta nhất định không đi theo thân xác này vào nghĩa địa nữa. Hiểu không, bác Diệu chúc nguyện? Ta quyết lòng rời bỏ cảnh khổ ra, ta quyết lòng rời cái thân xác này ra, ta quyết lòng niệm A Di Đà Phật, theo A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc. Hiểu không, bác Diệu chúc nguyện? Người nào làm được như vậy thì có thể ngay trong một đời này mình từ bỏ tất cả cảnh khổ đau, mình trở về Tây Phương ứng hiện chân tâm thành Phật. Bác Diệu chúc nguyện ơi, nằm một chỗ đau bệnh rồi,
thân đã bắt đầu hoại tử rồi, là ngày giờ mình xả bỏ thân xác khổ đau đã sắp tới rồi, phải không? Như vậy có quyết chí hứa với Diệu Âm, hứa với ban hộ niệm, hứa với tất cả mọi người, hứa với A Di Đà Phật là con chờ từng phút từng giây từng khoảnh khắc một A Di Đà Phật hiện tâm cùng theo ngài về Tây Phương Cực Lạc không? Hứa không bác Diệu chúc nguyện? Hứa thì giơ tay lên đây, vỗ tay đây, vui mừng cười nữa đây, sao nằm thanh rồi. Chịu không? Hứa không? Hứa nắm tu lại, hứa cho chắc đây, nhớ chưa? Bắt đầu từ đây, niệm A-di-đà-phật, sáng niệm A-di-đà-phật, trưa niệm A-di-đà-phật, chiều niệm A-di-đà-phật, nửa đêm thức giấc niệm A-di-đà-phật, thì về Tây Phương Cực Lạc, Đức Quán Tâm sẽ đến vỗ về mình, nắm tay mình. Ô con Diệu chúc nguyện giỏi quá, một đời này con trở về đây gặp ta, nhớ nhé chư vị. Hồi trước thì mình một lần đau thì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu ngài cứu cho mình hết đau, nhưng không ngờ niệm A-di-đà-phật thì Quán Thế Âm âm thầm giúp cho mình không bệnh, giúp cho mình không khổ, giúp cho mình không chết luôn, để mình trở về đó gặp ngài. Mong chư vị hiểu được như vậy thì niệm A-di-đà-phật trọn vẹn hơn, vững vàng hơn, viên mãn hơn, và được được Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì mạnh mẽ hơn để giúp mình trở về cùng với ngài, tay trong tay đi làm Phật. Hiểu không bác Diệu chúc nguyện? Vững vàng chưa? Bắt đầu từ đây cứ niệm A Di Đà Phật để đi làm Phật nhé. Chiều không? Chiều. Nhớ nhé, ngày ngày nhìn tấm hình A Di Đà Phật màu vàng dưới nền chánh, nhất định cứ theo ngài thành tâm mà niệm. Như vậy thì bao nhiêu nghiệp chướng của bác Diệu chúc nguyện bắt đầu cúi xuống tiễn đưa bác Diệu chúc nguyện trở về Tây Phương thành Bồ Tát, nhất định không được lười, nhất định không được yếu, nhất định không được ốm ờ nữa. Rõ ràng từng ngày mình đếm, đến giờ mình sắp sửa xả bỏ báo thân rồi, không được chần chờ nữa nhé. Chịu không? Chịu đây, còn gì nữa, chờ gì nữa, có mừng không? Rõ ràng cảnh đau khổ đến với mình chính là cảnh đại thiện, đại lành, đại phúc lạc cho mình. Tất cả những người chung quanh đang mặc áo tràng đó trước sau gì cũng phải bệnh, đúng không? Chưa chắc người nào dễ đỡ hơn mình đấy. Như vậy thì người mà biết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc lợi dục ngay cơn bệnh, cơn khổ, cơn đau này mà quyết chí thực hiện con đường thoát khổ được vui. Hiểu không bác Diệu chúc nguyện? Nhất định nhé, không sợ chết, đúng lắm, không sợ bệnh. Mong các con các cái trong gia đình hỗ trợ tích cực, thành tâm niệm Phật, nhớ nhé chư vị. Nếu mà chư vị khi thấy mẹ mình ra đi đau đớn như thế này, mong chư vị phải hồi tâm tính trí, đừng nên sử dụng thân xác của chúng sanh làm lợi cho mình. Khi ra đi coi chừng mình phải quằn quại đau thương, không tốt chư vị ơi. Hãy làm thiện làm lành, cùng nhau phóng sanh, cùng nhau ăn chay, cùng nhau niệm Phật để gỡ được ách nạn của mình đi. Đem cái lòng từ bi này mà cảm ứng A-di-đà Phật, chư vị oán thân đã cho hỗ trợ cho mình khi mình ra đi bớt cơn đau đớn và an toàn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bác Diệu chúc nguyện ơi, quyết chí nhé, hứa với Diệu Âm đây,
hứa với ban hộ niệm đây, hứa với tất cả mọi người đây, con tỉnh táo lúc nào con niệm Phật lúc đó, niệm nhiều, niệm mạnh, niệm vững, niệm liên tục không ngừng nghỉ. Chiều không bác Diệu chúc nguyện. Chiều. Vững vàng chưa, nhớ nhé. Vỗ tay lên một lần nữa đây, giơ tay lên, vỗ tay đây. Nguyện cầu chư vị trong pháp giới hãy cùng nhau niệm Phật, hỗ trợ cho nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hãy mở rộng tâm hồn, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, giúp nhau tỉnh ngộ, vượt qua tất cả cảnh khổ của thế gian này. Chư vị ơi, con kẹt lại trong cõi đời ngũ trược ác thế, không tránh sao được tạo nghiệp trùng trùng. Tại cõi ta bà này khởi tâm đồng niệm, không ai không tạo nghiệp. Chính ta còn tham chấp cõi trần đời này, thì từng phút từng giây chúng ta cũng tạo nghiệp, không thua gì ai. Mong chư vị hiểu được như vậy, thì thay vì tham chấp tại đây để tạo ra nghiệp chướng, ta quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương. Chỉ có câu A-di-đà Phật là đại thiện đại lành. Niệm Phật một câu phước tăng vô lượng, lễ Phật một lễ tối diệt hằng xa. Ta diệt không hết thì ta về Tây Phương thành Bồ Tát để cứu chúng sanh mà trả nghiệp. Ta thì thành đạo, cứu chúng sanh cùng thành đạo. Chư vị ơi, tất cả đều lợi lạc. Mong chư vị ngộ ra con đường giải thoát này, cùng nhau niệm A-di-đà Phật, hộ niệm cho Phật tử lương thì phiến pháp danh Diệu chúc nguyện được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện cầu trong gia đình cùng nhau tin tưởng, quyết lòng thực hiện con đường, hỗ trợ cho mẹ mình cùng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện cho Phật tử lương thì phiến pháp danh Diệu chúc nguyện quyết chí niệm A Di Đà Phật, quyết lòng trở về Tây Phương thành đạo để cứu độ thân bằng quyền thuộc của mình, nhất định cùng nhau thoát cảnh tử sanh, về Tây Phương cùng thành đạo hết. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con vô cùng hoan hỷ thành tâm cảm niệm tri ân công đức của lão Cư Sĩ Du Ông đã khuyến tấn cho cụ, mong cụ giữ vững niềm tin, quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc trong một cơ hội này ạ. Namo A Di Đà Phật.